sử thì ở thời nhà Nguyễn, quận Hà Đông, nguyên là làng Cầu Đơ thuộc huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Nội. Sau đó năm 1888, một phần đất của tỉnh Hà Nội cắt cho thực dân Pháp và phần còn lại thành lập tỉnh Cầu Đơ. Đến năm 1904 thì tỉnh Cầu Đơ đổi tên thành tỉnh Hà Đông và tỉnh lỵ Cầu Đơ đổi tên thành thị xã Hà Đông. Vâng, mọi người tưởng là đang xem kênh lịch sử phải không ạ? Mọi người đang không nhầm đâu ạ. Chào mừng mọi người đến với chuyên mục Skyline Review dự án từ trên cao của Housey. Ngày hôm nay tiếp nối series review khu vực Hà Đông, chúng ta sẽ cùng đến với trung tâm hành chính mới của quận để xem các dự án đã và đang ra đời ở đây như thế nào. Về vị trí thì khu trung tâm hành chính mới của quận Hà Đông được phân bổ trên trục phố Cầu Đơ. Đây là con phố nằm tại tâm điểm của quận và tiếp giáp với một tuyến giao thông rất là quan trọng, đó là phố Quang Trung. Quang Trung chính là điểm xuất phát đầu tiên của tuyến metro tàu điện trên cao Quang Trung Cát Linh. Và nói như vậy để mọi người cùng hiểu là vị trí nó quan trọng như thế nào. Từ năm 2016 tới nay thì Hà Đông dần dần vươn mình trở thành một khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh bậc nhất phía Tây Nam Hà Nội. Với việc hình thành các dự án giao thông quan trọng như tuyến xe buýt BRT Lê Văn Lương, tuyến đường sắt trên cao, cộng với việc song hành ra mắt các siêu đô thị như Park City Hà Nội, khu đô thị Văn Phú, khu đô thị Văn Quán, làng Việt Kiều Châu Âu, Windham Estate cũng như các tòa nhà chung cư cao tầng như Victoria Văn Phú, FLC Star Tower, Golden Mark hay là The Pride, việc chỉnh trang đô thị cũng như quy hoạch phát triển tốt khiến cho Hà Đông dần trở thành một khu vực thu hút rất nhiều cư dân về đây sinh sống. Và như các chương trình khác của Housey thì hôm nay chúng ta sẽ cùng khảo sát qua khu vực trung tâm hành chính mới của quận Hà Đông xem có gì hay không nhá. Bắt đầu thôi nào. Tiếp theo dòng lịch sử mà tôi có kể bên trên thì trong thời kỳ hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ thì tỉnh Hà Đông sáp nhập với tỉnh Sơn Tây để thành lập tỉnh Hà Tây. Sau giải phóng 1975 thì Hà Tây lại tiếp tục sáp nhập với tỉnh Hòa Bình để thành lập tỉnh Hà Sơn Bình. Và sau đó thì lại một lần nữa tách ra thành hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình như cũ. Mãi đến năm 2008 thì thành phố Hà Đông cùng toàn bộ tỉnh Hà Tây mới sáp nhập vào thành phố Hà Nội để trở thành quận Hà Đông như bây giờ. Như vậy có thể thấy vị trí trung tâm hành chính mới của Hà Đông hiện tại nằm ngay trên nguyên quán gốc gác của nó, chính là làng Cầu Đơ. Đây là một chi tiết rất hay mà Housey tìm hiểu được về khu vực này. Chi tiết hơn thì mọi người có thể truy cập link Wikipedia bên dưới phần mô tả video. Tại trung tâm hành chính mới này thì quận Hà Đông có đặt một số cơ quan như là Ủy ban Nhân dân quận, Chi cục thuế quận Hà Đông hay là cơ quan cấp thành phố như là Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó tại vị trí này thì chúng ta cũng thấy sự có mặt của đại siêu thị Merlin Plaza. Ở trong trung tâm này thì có Metro Hà Đông, rạp chiếu phim Lotte Cinema, siêu thị điện máy Topcare và rất nhiều dịch vụ khác. Tóm lại khu vực này có thể coi là khu vực trung tâm của quận như chính cái tên của nó vậy. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ điểm mặt những cái khu chung cư, những dự án khu đô thị tại đây để mọi người cùng tham khảo và trải nghiệm. Đi từ đầu đường vào thì chúng ta có chung cư SME Hoàng Gia, đây là tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư. Dự án này thì được hoàn thành năm 2016, gồm có 30 tầng nổi và 2 tầng hầm. Các căn hộ tại đây thì có diện tích tương đối lớn từ 119m² đổ lên và tham khảo của Housey thì giá hiện tại đang giao dịch khoảng 17 triệu rưỡi một mét vuông trở lên. Đây là một mức giá khá là tốt trong khu vực này. Đối diện với chung cư SME Hoàng Gia, check lên một chút, ngay bên cạnh siêu thị Merlin Plaza là khu chung cư Xuân Mai Park Step hay còn gọi là Xuân Mai Tower. Dự án này gồm 2 block tòa nhà 30 tầng, 5 tầng thương mại khối đế và 25 tầng chung cư. Dự án này hoàn thiện và đi vào sử dụng từ năm 2014. Hiện tại các căn hộ được giao dịch tại đây với mức giá khá là dễ chịu, khoảng tầm 20 triệu đồng một mét đổ lên với nhiều lựa chọn tiện ích. Diện tích nhỏ nhất ở đây khoảng hơn 45m² và như vậy chúng ta có thể mua một căn hộ tại đây với chỉ khoảng 900 triệu đồng. Khu dự án thứ 3 có mặt tại phố Cầu Đơ này là khu đô thị khá nổi tiếng tại quận Hà Đông, đó là khu Windham Estate của chủ đầu tư Hàn Quốc. Cũng giống như Sun Mai Tower thì Windham Estate được hoàn thiện và bàn giao năm 2014. Dự án này cung cấp ra thị trường hơn 900 căn chung cư và 100 căn biệt thự. Có thể nói đây là một trong những dự án đi đầu về thiết kế không gian sinh hoạt đẳng cấp cho cộng đồng cư dân sống tại các tòa nhà chung cư tại đây.
với mô hình từ 2 đến 4 phòng ngủ và diện tích linh hoạt, thì tại đây khách hàng cũng có rất nhiều lựa chọn. Mặc dù đã trải qua một số lùm xùm như là bàn giao sai diện tích, hợp đồng hay là việc rút tỷ lệ thép xây dựng công trình, Housey vẫn đánh giá đây là một trong những khu chung cư đáng sống bậc nhất tại quận Hà Đông. Điểm nhấn của khu chung cư này là căn hộ nào cũng có ít nhất 2 mặt thoáng và một mặt sàn chỉ có từ 2 đến 4 căn hộ, cộng với cái mật độ thang máy rất là thoáng. Ngoài ra thì việc bàn giao sẵn nội thất cao cấp từ Hàn Quốc giúp cho tiện nghi cho cư dân ở tại đây thực sự là đồng bộ. Hiện tại các căn hộ tại đây được giao bán lại không nhiều và giá thì từ khoảng 26 triệu đồng một mét vuông trở lên. Như vậy thì để sở hữu một căn hộ bao gồm 100 mét vuông ở đây thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị khoảng tài chính 2 tỷ 6 đổ lên. Sau 6 năm thì mức độ giữ giá của chung cư này Housey đánh giá là tốt vì chất lượng bền bỉ của họ. Cuối cùng là một tòa nhà chung cư đang được xây dựng và chào bán ra thị trường mà mới đây Housey đã review, đó là chung cư Phú Thịnh Green Park. Nếu mọi người quan tâm đến tòa nhà này thì vui lòng xem lại video review nha. Video này dài rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo. Nếu quan tâm đến bất động sản Việt Nam, đừng quên like và đăng ký kênh cho Housey. Tôi là Trung, xin chào và hẹn gặp lại.